Khai xuân đầu năm bạn ơi, hoa đỗ quyên cực kỳ đẹp luôn ạ. Rạng rỡ luôn, rực rỡ luôn. Rất là nhiều nụ, nhiều hoa, bông bây giờ nở rồi nhé bạn nhé. Cho nên là biết rõ được các màu hoa. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua hoa đỗ quyên ạ, ở đây mình điểm luôn màu hoa. Màu này là ở đây gọi là màu hoa ly nhé bạn nhé. Đây là màu trắng ạ. Màu trắng đây ạ. Đấy, những cây màu trắng đẹp. Màu hoa ly, màu trắng, màu đỏ ạ. Màu đỏ, màu tím ạ. Đây, tím thì nó sẽ đậm hơn đỏ chút xíu. Đây, màu đỏ và màu tím ạ. Còn một màu nữa là màu cá vàng nữa bạn ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái chậu hoa đỗ quyên đẹp rực rỡ luôn. Và hai nữa là rất là nhiều nụ, nhiều ngồng xanh lên đẹp, lộc đẹp. Thì vui lòng alo thật sớm nhé bạn nhá. Số điện thoại là 0977973535 bạn ơi. Cảm ơn bạn nhiều ạ.